A Đậu kính chào bà con, kính chào toàn thể anh em. Thì ngày hôm nay A Đậu về cái lô cước thái dùng để đan chài, đan vó, đan vợt, đan lưới, đan các dụng cụ liên quan đến đánh bắt và dùng để trong làm thủ công mỹ nghệ. Thì cái số 0.35 này là một trong những cái số mà nó dùng phổ thông, phổ biến nhất hiện nay. Thì ngoài 0.35 thì A Đậu còn cái số 0.3 nữa, 0.3 hay còn là cước 30 hoặc là cước 0.35 gọi là cước 35. Thì dòng này thì A Đậu về thường xuyên và cũng như là cái mục đích sử dụng thì bà con biết rồi. Nó chủ yếu mục đích sử dụng là dùng để đan chải là chính. Thì A Đậu có hai màu cơ bản nhất hiện nay, đó là màu xanh dương như bà con đang xem và một màu là màu xanh lá cây. Thì màu hai màu này thì về cơ bản thì bà con thích sử dụng màu nào cũng được, khi phối lên cái chải thì đan lên rất là đẹp. Thì ngoài đan chải bà con có thể đan lưới này, dùng đan lưới đánh cá này, dùng đan vó này, vó kéo cá này, dùng để van vọt xúc cá này, vân vân. Nó dùng phải nói là rất nhiều cái công dụng khác nhau. Thì cái dòng này thì thưa mấy bà con, nói về cái dòng này thì bà con thấy đấy, nó rất là đẹp. Cái sợi lưới của nó nhìn nó rất là trong, cước của nó rất là trong. Tại vì đây là dòng cước nguyên sinh, cước nguyên sinh. Cái dòng cước này ạ, kính thưa bà con là nó rất là dai, rất là chắc, rất là bền. Đấy, hai cái loại này bà con thấy đấy, nó dai lắm. Thì A Đậu đã có test rồi, cái độ dai, độ chịu lực của nó rất là ok. Và nhìn cái cước của nó rất là mượt và nhìn rất là sáng và trong. Tại vì đây là sợi nguyên sinh. Vậy bà con xem. Dài lắm. Dài vô địch luôn. Đấy, bà con có nhu cầu mà đặt cái sản phẩm này hoặc dùng vào mục đích gì, liên hệ với A Đậu, A Đậu sẽ cung cấp hàng cho bà con. Kính báo với bà con là A Đậu ship hàng từ 5 lạng đổ lên, từ 5 lạng đổ lên hay là còn 0.5 kg bà con nhé.